Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Trong video hôm nay, chúng ta tiếp tục học môn toán lớp 4 sách kết nối qua sách và bài tập bài 70, ôn tập phép tính với phân số tiết 1. Để nhận được những hỗ trợ tốt nhất từ kênh Thành Đô Vlog về môn toán lớp 4, các em có thể tham gia nhóm Zalo hoàn toàn miễn phí bằng cách là các em mở Zalo, bấm quét mã QR trên màn hình hoặc là tham gia theo đường link được đặt ở phần mô tả của video. Các em nhớ xin phép phụ huynh trước khi bấm tham gia nha. Bài tập số 1 tính câu E. Phép tính thứ nhất. Ta thấy 28 chia hết cho 7. Vậy kem chọn 28 là mẫu số chung. Chọn 28 là mẫu số chung thì 5 phần 28 kem giữ nguyên. 28 chia 7 được 4. Vậy 12 x 4 bằng 48. 7 x 4 bằng 28. 5 cộng 48 bằng 53. Các em giữ nguyên mẫu là 28. Câu B. 4. Các em viết thành phân số có mẫu là 12 cho nó cùng mẫu với phân số này bằng cách là lấy 4 nhân 12 bằng 48. 48 phần 12. Có đúng là 48 chia 12 thì nó bằng 4, đúng không? Rồi cộng với 7 phần 12. 48 cộng 7 bằng 55. Giữ nguyên mẫu số. Câu C. 24 chia hết cho 6. Vậy kem chọn 24 là mẫu số chung. Ta lấy 24 chia 6 được 4. Như vậy 5 x 4 bằng 20. 6 x 4 bằng 24. 23 trừ 20 bằng 3. Các em giữ nguyên mẫu. 3 và 24 cùng chia hết cho 3. 3 chia 3 được 1. 24 chia 3 được 8. Rồi. 64 phần 19 trừ đi. Các em lấy 3 nhân 19 bằng 57. 57 phần 19. Như vậy là có đúng là 57 chia 19 bằng 3. Các em chỉ việc thay số 3 bằng cái phân số này thôi. 64 trừ 57 bằng 7, 7 phần 19. Bài tập số 2 tính giá trị của biểu thức. Câu E. 5 phần 8 cộng 7 phần 8 trừ đi 9 phần 16. Ở đây kem nhận thấy 16 chia hết cho 8. Vậy kem chọn 16 là mẫu số chung. Ta lấy 16 chia 8 được 2. Như vậy là 5 x 2 bằng 10. 8 x 2 bằng 16. 16 chia 8 bằng 2. 7 x 2 bằng 14. 8 x 2 bằng 16. Trừ đi 9 phần 16 giữ nguyên. Rồi đến đây, chúng ta có cộng trừ các phân số cùng mẫu. Các em chỉ việc cộng trừ các tử số với nhau và giữ nguyên mẫu số. Tử số là 10 cộng 14 trừ 9. Bằng bao nhiêu? À bằng 15. Giữ nguyên mẫu là 16. Câu B. 2 nhân 18 bằng 36. 36 phần 18 thì nó chính là số 2 này. 18 chia 6 được 3. Vậy 1 x 3 bằng 3. 6 x 3 bằng 18. Trừ đi 31 phần 18 giữ nguyên. Rồi. Tử số 36 cộng 3 trừ 31. Bằng bao nhiêu? Bằng 8. Giữ nguyên mẫu số. 8 và 18 cùng chia hết cho 2. 8 chia 2 được 4. 18 chia 2 bằng 9. Câu C. 2 sẽ làm như sau. Ở đây các em có thể áp dụng tính chất kết hợp nha. Các em kết hợp hai phân số cùng mẫu trước. Được kết quả bao nhiêu các em mới trừ đi 16 phần 27.
Rồi không thích thì kem tính trong ngoặc trước cũng được. Được chưa? Kem tính trong ngoặc trước cũng được. Không thì kem kết hợp hai phân số cùng mẫu trước. 4 cộng 13 bằng 17. 17 phần 9 trừ đi 16 phần 27. 27 chia hết cho 9, vậy kem chọn 27 là mẫu số chung. Ta lấy 27 chia 9 được 3. 17 nhân 3 bằng 51. 9 nhân 3 bằng 27. 51 trừ 16 bằng bằng bao nhiêu? Bằng 35, đúng không? 35 phần 27. Phân số này là phân số tối giản rồi, chúng ta không thể rút gọn được nữa. Bài tập số 3. Bác Tuấn có một mảnh vườn. Bác đã sử dụng 4 phần 7 diện tích để trồng rau và 5 phần 14 diện tích để trồng cây ăn quả. Diện tích còn lại để làm lối đi. Hỏi bác Tuấn đã dành bao nhiêu phần diện tích mảnh vườn để làm lối đi. Rồi trước hết là các em phải tính số phần diện tích mà bác Tuấn đã sử dụng trồng rau và trồng cây ăn quả là bao nhiêu. Số phần diện tích mảnh vườn để trồng rau và trồng cây ăn quả là 4 phần 7 trồng rau cộng với 5 phần 14 trồng cây ăn quả. Các em tính ra giấy nháp và viết kết quả vào đây. 14 chia 7 được 2, đúng không? Ta lấy 4 x 2 bằng 8, 7 x 2 bằng 14, rồi mới cộng với 5 phần 14. 8 cộng 5 bằng 13, 13 phần 14. Rồi các em nhớ là 13 phần 14 diện tích của mảnh vườn, được chưa? Bác Tuấn có một mảnh vườn mà bác đã sử dụng hết 13 phần 14 diện tích rồi. Vậy phần diện tích còn lại là bao nhiêu? À, phần diện tích còn lại là 1 trừ đi một mảnh vườn trừ đi 13 phần 14 thì sẽ ra phần diện tích còn lại. Và phần diện tích này chính là phần diện tích để làm lối đi. Bác Tuấn đã dành số phần diện tích mảnh vườn để làm lối đi là một mảnh vườn trừ đi 13 phần 14 mảnh vườn thì còn lại bao nhiêu mảnh vườn? Các em hình dung nha, một mảnh vườn mà đã sử dụng hết 13 phần 14 diện tích rồi. Có nghĩa là cái mảnh vườn này chia thành 14 phần bằng nhau. Đã sử dụng hết 13 phần. Vậy còn lại chỉ là 1 phần, tức là còn lại 1 phần 14. Các em hình dung ra chưa? 1 trừ 13 phần 14 bằng 1 phần 14. Có đúng là số 1 này các em viết thành 14 phần 14. 14 phần 14 trừ đi 13 phần 14 thì nó bằng 1 phần 14. 1 phần 14 diện tích, đáp số là 1 phần 14 diện tích mảnh vườn. Tiếp theo là các em sang bài tập số 4, tính bằng cách thuận tiện. Rồi ở đây tính bằng cách thuận tiện là chúng ta tính như thế nào? À, thuận tiện thì các em sẽ cộng. Các em cộng hai phân số có cùng mẫu trước. 4 phần 7 cộng 17 phần 7 trước. Sau đó mới trừ đi 3. 4 phần 7 cộng 17 phần 7 bằng 21 phần 7. Đúng không? 4 cộng 17 bằng 21. 21 phần 7. 21 chia 7 bằng 3. Như vậy chỗ này là 5 phần 14. Cộng với chỗ này là 3. Trừ đi 3. Thì 3 trừ 3 các em kết hợp lại. 3 trừ 3 bằng 0. 5 phần 14 cộng 0 bằng 5 phần 14. Tiếp theo là các em sang bài tập số 5. Đố em. Câu E. Viết phân số 5 phần 8 thành tổng của hai phân số có tử số bằng 1 và mẫu số khác nhau. Rồi cụ thể các em viết như thế nào? Viết phân số 5 phần 8 này thành tổng của hai phân số có tử số bằng 1 và mẫu số khác nhau thì cách làm như sau. Các em sẽ tách số 5 này ra thành 1 cộng với 4. 1 cộng 4 phần 8, các em viết thành 1 phần 8 cộng với 4 phần 8. Có đúng là cộng hai phân số cùng mẫu thì ta lấy tử số cộng với tử số, đúng không? Và giữ nguyên mẫu số. Đây chỉ là cách mà các em viết ngược lại thôi. Được chưa? 1 phần 8. Rồi, muốn cái phân số thứ hai này nó cũng có tử số là 1 thì các em phải chia cả tử và mẫu cho 4. Thì 4 chia 4 mới được 1.
8 chia 4 được 2. Vậy 5 phần 8 bằng 1 phần 8 cộng với 1 phần 2. Đúng không? Các em đã viết được phân số 5 phần 8 thành tổng của hai phân số có tử số đều là 1 và mẫu số khác nhau. Câu B. Viết phân số 2 phần 3 thành tổng của hai phân số có tử số bằng 1 và mẫu số khác nhau. Các em viết như thế nào? À, ở chỗ này thì các em phải linh hoạt một chút. Nếu số 2 các em phân tích thành 1 cộng 1 thì 2 phần 3 nó thành 1 phần 3 cộng 1 phần 3. Lúc này là hai phân số có tử số là 1 nhưng mẫu số nó giống nhau chứ không khác nhau. Vậy chúng ta phải làm thế nào? À, các em nhân cả tử vào mẫu với 2. 2 nhân 2 bằng 4, 3 nhân 2 bằng 6. Bây giờ các em mới phân tích số 4 này thành 1 cộng 3. Được chưa? Bằng 1 phần 6 cộng với 3 phần 6. Bằng 1 phần 6 cộng với. Rồi. Muốn cái phân số thứ 2 này cũng có tử số là 1 thì các em phải chia cả tử vào mẫu cho 3. Bởi vì 3 chia 3 nó được 1. 6 chia 3 được 2. Lúc này chúng ta đã viết được phân số 2 phần 3 thành tổng của hai phân số có tử số đều bằng 1 và mẫu số khác nhau. Các em kết luận 2 phần 3 bằng 1 phần 6 cộng với 1 phần 2. Rồi như vậy là bài học hôm nay đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.